Kính thưa quý khán thính giả, Ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức lễ thượng kỳ đầu năm trước tiên đình quận hạt Santa Clara vào ngày thứ Bảy 1 tháng 2 năm 2014, nhằm ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ. Mặc dù có hai hội chợ Tết lớn khai mạc trong cùng buổi sáng, nhưng vẫn có đông đảo đồng hương đến tham dự buổi lễ. Lúc 10 giờ sáng, giữa hai hàng cựu quân nhân và các binh chủng nghiêm trang chào kính, quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được các cháu thanh niên đa hiệu và thanh niên cờ vàng kéo lên trong tiếng hát vang quốc ca Việt Nam Cộng Hòa của mọi người. Dưới sự điều hợp phần nghi lễ của ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California và ông Huỳnh Phong, giám sát viên cộng đồng, trích đoạn. Quốc ca Hoa Kỳ, the US National Anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light? Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, the Vietnamese Republic of Vietnam National Anthem. Đầy công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân son. Vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên gươm dao, thù nước lấy máu đã đến bao. Đòi sống lúc biên phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, bao hiến thân dưới cờ công dân ơi, bao làm cho cõi bờ thoát cờ đạp vác vẻ vang, đời sống sướng danh nhìn năm dòng dòng là hồng đèn tay xuống thao nhiên. Tiếp đến là một phút mặc niệm, đặc biệt tưởng nhớ đến 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa đúng 40 năm về trước. Và trong ngày Tết hôm nay, không quên ngày Tết Mậu Thân, hơn 7.000 đồng bào Huế đã bị Cộng sản Bắc Việt thảm sát một cách dã man mà phần lớn là chôn sống. Luật sư Nguyễn Tâm phụ trách phần chuyển Anh ngữ trong nghi lễ, trích đoạn. Sau đây là phút mặc niệm. A minute of silence. Nghiêm phút mặc niệm để tưởng nhớ các tiền nhân đã có công giữ nước và giữ nước. Trong không khí trang trọng của ngày đầu năm, trong nắng vàng rực rỡ ấm áp của tình đồng bào, trước bàn thờ tổ quốc, bên trên là bản đồ nước Việt Nam, hai bên là hai cổ đối quen thuộc được in từng chữ màu đen trên nền đỏ khung hoa văn vàng. Tị nạn mừng xuân vui đất khách, cộng đồng đón Tết nhớ quê hương. Buổi lễ được bắt đầu theo nghi thức truyền thống là lễ dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Ông Lê Lộc, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, mời 7 vị lên khán đài niệm hương gồm có Hiện tài Nguyễn Thanh Liêm, Thánh thất Cao Đài, Thượng tọa Thích Viên Thông, chủ trì chùa Từ Lâm, Đại đức Minh Đức, đại diện Thượng tọa Thích Viên Dung, chùa Bảo Phước, Linh mục Phêrô Nguyễn Đình Đệ, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, ông Nguyễn Tái Đàm, cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Trên lễ đài, 7 vị khấn hương trước bàn thờ tổ quốc trong lúc mọi người ở dưới đứng nghiêm trang trong lời đọc của ông Phạm Hữu Sơn, cựu Chủ tịch Cộng đồng, mang lời cầu nguyện cho đất nước, đồng bào, chiến sĩ đấu tranh trong nhà tù nhỏ và nhà tù lớn, các chức sắc và tín đồ các tôn giáo đang bị giam cầm, cũng như đồng hương tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, trích đoạn như sau. Nguyện cho những lời cầu nguyện chân thành của chúng con nhân dịp đầu năm Giáp Ngọ được các đấng tối cao chứng giám nhận lời. Those are special intention we humbly ask to you, our Most High, the Creator of heaven and earth. Amen. Ông Lê Lộc giới thiệu quan khách Hoa Kỳ tham dự gồm có giám sát viên Dale Cortese, thị trưởng Milpitas, ông Jose Estevez, nghị viên hội đồng thành phố San Jose gồm các ông Sam Licado, Ascara, Xavier Campos, cô Sila Ngô, đại diện nghị viên Kenshin Chu, cô Nancy Avila, đại diện phòng thương mại Silicon Valley, ông Charles Munger, chủ tịch đảng Cộng hòa quận hạt Santa Clara và bà Magdalena Carrasco, ủy viên học khu Eastside Unified.
Tổng thư ký Cao Thị Tình giới thiệu quan khách Việt có cựu đại tá Bủ Khương, ông Cao Hiền, cựu phó chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, ông Huỳnh Khuê, Việt Nam Quốc dân đảng Bắc California, ông Phan Thanh Hùng, hội trưởng hội Tây Sơn Bình Định, ông Lê Văn Thụy, hội trưởng hội Ái Hữu Cảnh sát Quốc gia Bắc California, ông Nguyễn Tấn Lực, hội trưởng hội cựu sinh viên sĩ quan Học viện Cảnh sát Quốc gia Bắc California, luật sư Đỗ Doãn Quế, chủ tịch hội đồng quản trị Liên đoàn cử tri, bác sĩ Trần Quyền, chủ tịch hội đồng cố vấn Liên đoàn cử tri, luật sư Ngô Văn Tiệp, chủ tịch hội đồng điều hành Liên đoàn cử tri, quý ông Tony Đinh và Trung Như, cố vấn Liên đoàn cử tri, ông Nguyễn Cửu Hiệp, lực lượng chiến sĩ không quân Việt Nam Cộng hòa và các thành viên, bà Trần Thị Ánh Tuyết, chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam hải ngoại và các thành viên, bà Christine Hồ, ông Nguyễn Đức và nhóm cựu tù nhân chính trị Bình Điền, bà Hương Quế, gia đình xây dựng nông thôn, ông Triệu Hà, hội trưởng hội địa phương quân và nghĩa quân, bác sĩ Jennifer Trần, cô Kayla Trần, đại diện tổ chức Vietnamese American Round Table, tổ chức lương tâm công giáo, ông Vũ Huynh Trưởng, Ủy ban chống cộng Bắc California, ông Đức Nguyên, nhóm yểm trợ quốc nội, cô Đỗ Minh Ngọc, Ủy ban liên kết đấu tranh, quý ông Trần Gia Đắc, hội trưởng và Nguyễn Cơ, hội quân cảnh Bắc Cali, Ở Đèn Lý Tống và một số cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức, nhà văn quân đội Hải Triều đến từ Canada và giới truyền thông. Biểu diễn múa lân thuộc giáo xứ Maria Goleri. Tiếp đó, lời chúc Tết bằng song ngữ Mỹ Việt của ban đại diện cộng đồng do Chủ tịch Trương Thành Minh, đại diện các vị lãnh đạo tinh thần, bô lão, thanh niên và thiếu nhi gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến mọi người. Trích đoạn. Riêng cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại đã bao năm qua miệt mài tranh đấu. Chúng tôi xin nguyện cầu sao cho chân cứng đá mềm, chung sức chung lòng cùng dựng xây một phòng tuyến vững chắc ở hầu hợp tác đắc lực trong công cuộc đấu tranh cho công lý, nhân quyền, dân chủ và sự vẹn toàn lãnh thổ. Cho chúc quý chiến hữu, quý thân hữu, các anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh cùng những người cộng sự một mùa xuân như ý, một năm mới giáp ngọ, thoảng niệm tất cả những ước mơ và mọi điều thành đạt. Giám sát viên Đều Cọc Thời Gì và hai nghị viên Askela và Xavier Campos cùng đại diện nghị viên Kenshin Chu đã lên khán đài trao tặng bằng tưởng lệ cho cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Nhân dịp này, cụ Trường Giang đã thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia trao tặng cho ông Đều Cọc Thời Gì một bức hình ông Đều Cọc Thời Gì đứng với lá cờ vàng rất có ý nghĩa. Cuối cùng là phần phát lộc đầu năm và phần văn nghệ với những bài ca xuân tươi vui và sống động. Lễ chào cờ đầu năm là một sinh hoạt truyền thống của cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp mọi nơi trên thế giới, đã nói lên tinh thần đấu tranh và niềm mong ước của toàn dân cho một tổ quốc được độc lập, tự do, thực sự, theo thể chế dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Buổi lễ chào cờ đầu năm Giáp Ngọ chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa. Mỹ Lợi, tường trình từ San Jose, xin thân ái kính chào quý vị.